Ở sao thấy hồ nước không chú ha? Thấy có nước chứ sao con? Rồi, ba anh em Vinh chào cả nhà nha. Hôm nay anh em Vinh sẽ xử bé nè. Bé nè bự nhất trong đám. Lâu lắm rồi anh em mới lượm được một cái lóc to như vậy nha cả nhà. Bỏ đại đi con, bỏ đại đi con. Đúng rồi. Đây còn mình phải ngon lành nha. Bự hơn cái lóc hôm bữa hay cắm câu nhiều. Đây nè cả nhà. Bỏ cái tay vô cho cả nhà sẽ đánh cái mình. Đây. Này cái nhà, bé nè của ba anh em Vinh đó. Nghe chắc cùng giò luôn. Cái bằng cổ giò của mình ạ. Đúng rồi. Rồi hôm nay thì con cá lóc này Vinh sẽ làm món nướng nha cái nhà. Cá lóc nhồi thịt nướng cuốn bánh tráng với gỏi hành. Hôm bữa giờ anh em mình ăn lẩu rồi, ăn kho, ăn nhiều lắm rồi chưa cuốn bánh tráng. Hôm nay thì nướng cuốn bánh tráng nha. Không có bánh tráng nữa. Ok rồi, hai anh em đi lặt rau đi, lặt hành rau đi rồi con cá lóc mình để chú Vinh xử. Hai thì mới rau ổ lộn. Cuốn bánh tráng này mình cuốn mình cuốn với ừ mình cuốn với gỏi hành sống hả cõi vào xong à. Ok hành rồi kinh hơi của mình làm gỏi luôn hay vậy không cho hả nó hậu nó ăn nó hồi thôi như vậy mấy món của chú Viên nè chút xíu các hành xuống lụm một mớ đá lên mình ngâm đá cái á dạ. Nó giòn hả chú Viên giòn với lại nó bớt nồng con dạ. Bên thì nhiệm vụ của bên mần con cá xong rồi cái nha cô béo thì làm thêm ít tỏi á tỏi đằng tỏi ớt đằng hai bên ướp miếng thịt bằm với lại làm mắm nêm thấy chưa có sao ngồi nghỉ luôn hả béo hay quá ngồi con cá bên mần rồi nè cái nhà coi thịt nó mập nè quá từ bồ lòng luôn thịt quá trời thịt luôn còn có bộ trứng này bộ lòng với trứng nè ôi cái này mà lâu lâu mà ví dụ từng có được chừng con hai con như hai cái chùa bộ lòng làm món chị gì thấu con chị chén món nêm á không pha ý chang như món chùa rồi đó okay. Chú Vinh sắc hành nữa đây sắc hành ra cái chị ngâm nước đá cho nó bớt nồng cho nó giòn nữa mọi người giòn cái gì bao không ai mà vừa lắc mà vừa bóp hết trơn hơ quá à. Hửi hết mùi của người ta đi không hết chài luôn hết chài luôn cháu như nó đã vui đúng rồi bưng húp luôn này chỉ có cùng mình mà thôi hả chết nữa rồi chết nữa rồi cái mùi mắm nêm này là thấy thấy thèm nữa rồi đó tỏi vô đó tỏi ớt vô tụi mình này cũng biết bỏ tỏi bỏ ớt tước khi bỏ chanh ha mắm nêm này nó không có kỹ bằng nước mắm đúng rồi như một thói quen ha xin miếng đây rồi nhẹ tay hơn thôi có gì nêm lại dạ. Tới nữa rồi chưa vậy nè thơm quá chơi miếng tỏi đi mình ơi dạ. Chưa thấy màu chưa đẹp dạ, okay. Ok ngon rồi đó nó lên này lên này bá đồ ổi sắp xong rồi nha cái nằm phơi hay nhìn thấy ớn rồi nghe thấy ghê không chú ba dùng những cái từ ngữ không biết được luôn á nhìn thấy ngon không khủng có đó hồi mình kẹp mình ăn chung thôi đúng rồi hay pha mắm nêm ít khi nào hay ấy đó dạ cái gà nước không nhìn cái bắt đầu cái nước mắm nêm mình nó nhạt dạ nó nhạt biên tí Bin sẽ ướp thịt nha cả nhà. Đây là 200.000 thịt bằm. Cho vô con cá lóc 700 gram. Nãy anh em Bin cũng có cần thử rồi, 700 gram rồi cả nhà. Bin cho cái tỏi nha. Ở vô ướp thịt. Vậy là cá lóc ôm thịt. Nước. Ôm nướng với bạn. À, tiêu luôn, ăn cho tiêu đồng luôn. Tiêu đồng luôn. Đi muối vô. Hành phi vô. Bây giờ thì nhồi lên hay cứ bỏ cái bộ lòng vô mà quấn luôn không ờ cái đó mình nướng được không hả bỏ cái chung nướng luôn á nhưng mà hay kẹo ý nó là bỏ vô luôn không hay không á bỏ vô luôn con cá vô nha à phải nướng chứ cho một miếng dầu vô đây đi tán cái lớp này cái nha nó hơi cá mình nó không bị dính thịt á cho mày qua nằm đây con nằm đây nha quá mập chú sẽ cho mày vào chú sẽ cho mày đi ăn thịt ngại ngùng gì mà không hết hai canh vừa đủ luôn ha 20.000 với 700 gram thịt
Em cho mày nằm cái bên này. Thì không cho mày ấy đâu. Này không có cái cọc này hơi khó hen. Cái đầu quấn rồi. Với bạn nó hơi dày. Dạ. Tốt. Quá gọn. Chạy vô đâu, chạy thử vô. Vô vô. Vô. Cái điện hơi lún mà. Ok. Quá đẹp. Rồi nhìn như cái luôn. Cái lóc nguyên với bạn. Thôi, đốt lửa. Lắm. Dạ, chuyện nó bụng quá ta. Cái lóc này nướng gì chắc cũng mau chín ha ha. Rồi, với bạn mà, ăn mà béo. Để mà. Nhưng mà đặt cái món này, món hấp thì nó cũng giống giống như nhà cái nhà, nhưng mà cái mình cuốn với bạc mình nướng á thì cái mùi vị nó sẽ đậm hơn. Dạ. Cái hấp á thì hơi nước đồ này kia thì cái mùi vị nó sẽ nhạt hơn. Thì rút lại phải không? Ờ nó rút lại nó thấm cho vị nhiều hơn. Dạ. Như đây trọng hơi còn được dĩa không ta. Nửa ký hành. Chứ viên là không một rồi. Cái này là khiên cái ốc xuống em. Nặng quá. Trời mày đặt mấy góc được cười quá. Lăng qua lăng lại rồi đặt lấy gấp hả? Rồi gọi ví dụ con cá lóc nướng với bạn này rồi hai quay món ăn quay làm sao? Quay em với cô mình. Chứ giờ quay làm sao? Đây, chị thấy một cuộc với bạn vậy thôi cả nhà. Nếu lăng qua lăng lại thì thường thường nghe cô béo. Dạ. Chứ gã cầm lăng lăng nữa. Lửa hơi to ở cả nhà, với bạc nữa thì nó rất là dễ mau chín. Cho nó khô khô con cá, nó rút con cá cho nó ngon thôi. Với bạc nó lên cái nó hầm nó tao hơi vui. Ừ. Đúng rồi, vậy thôi cô béo canh đi hay tầm gỗ cái hành đây. Dạ. Nãy nhớ cô Minh nó vớt hết ra mà ta. Con vớt hết mà. Thôi để ba học này ăn chứ không? Ăn vô cái là ai ăn đúng là đúng số luôn á. Trời ơi con lấy chứ đâu. Cho ba thằng nó không. Đây, rồi vô có ngò gí nữa nha mọi người. Ngò gí ớt sắt với lại hành. Hành này giờ thì bao cô. Con bé nó sẽ nghỉ nồng nữa. Nè mình có học bỏ hành phi vô được không ta? Ờ chắc ngon à. Ờ chắc không ngon đâu. Không ngon rồi. Không ngon nè. Để lên cho bậy ra, cho nó vô. Phi. Cái gội này lỡ nha. Chứ không có nhiều gì đâu nha. Lỡ tay nha. Lỡ tay. Ừ. Trộn muốn gỡ hành lên. Gỡ hành này mình trộn thôi cả nhà. Mình đừng có bóp nha. Bóp nó dễ xẹp lắm á. Ngon lành. Đều lên rồi. Cho nó gan luôn rồi. Như chỉ gỏi ăn hết không ba thầy Đoạn? Dĩa cô Tiên nè. Rồi, ngon à, có bộ ngon rồi nha. Nhìn cái màu thấy hơi hấp dẫn rồi đó cả nhà. Nhưng mà không biết ăn hết à. Quá đẹp luôn. Ok, đây. Chuẩn bị xong, ba chén bấm điên nữa là anh em mình đem nhau vào sân được rồi. Dứt, mà phải không? Hồi nãy em thấy chảy nước, giờ em thấy hết chảy nước rồi đó. Nó khô phải không? Này cả nhà, cái cuộn anh em Bin, cái món này thì Bin không biết quay muốn ăn nhiều nha. Tại vì nó làm tôi cuộn với bạc, nước có sôi cái này coi. Ồ, kìa. Đó, đại chưa. Giống như đồ xúc xích vậy cô anh. Xúc xích hả? Xúc xích thật nhưng ớ, cá nhưng thật. Ghê thiệt. Xúc xích này ghê không? Này trọt đại thì chứ không biết cái nào là cái bụng, cái nào là cái mình luôn. Cưng mà biết là cưng cũng hay hay nữa. Thì là nghe đây phần thịt rồi. À. Hình như ở lộn phần cá chứ. Phần gỗ. Phần gỗ. Ờ nó hầm, nó hồng. Ồ. Được không? Được không? Đẹp quá. Ok anh chén rồi. Đó. Phổ tứ thơm. Ồ. Phổ nó sôi nè. Cái nước nó nhìn thấy sôi sôi đã quá. Cái gì? Ồ, chắc hay nghĩ là chín rồi cô béo. Ngon ha. Cô gì là chắc ăn. Nãy giờ lâu quá trời lâu rồi. Lên cô anh. Khui. Bầu cua, cá. Bầu lòng. Mốt để bầu lòng mình để cho anh cả đi. Anh cả kêu cái này làm chén mắm mặn bỏ vô đi. Dầm dầm cho mấy anh em nhúng. Ôi. Để em gắp nó qua luôn. Thôi con nước thì đừng bỏ như thế. Dạ, dạ, dạ. Nước đó ginh cho con cá nó đẹp đẹp qua. Chứ nó bị dính nè. Tụi mình làm ba chén mắm nêm. Múc đầy chén này nha con. Ok. Cái này con bơi dữ lắm.
Chú Bình khỏi lo hả? Dạ. Đây mọi thứ anh em Bình để chuẩn bị xong con cá ra nữa là anh em Bình sẽ có món ngon. Gãy nghe, gãy. Trời ơi, hay quá béo ơi. Đặt cái bụng nó lên. Này cả nhà ơi. Đứng lên, đứng lên con. Ôi bự quá, con cá mọc quá. Bà con ơi, kiếm miếng này chim cho con cá đứng lên coi. Rồi, anh em mình sẽ dọn ra sân nghe cả nhà. Ra bà dừa. Từ con. Hôm nay ra bà vừa ngồi ăn mát dữ rồi nha. Thôi và anh em Vinh mời cả nhà ăn món cá lóc cuốn bánh tráng cùng ba anh em Vinh nha. Mấy mời cả nhà. Có mời cả nhà. Rồi. Rồi mời anh em luôn. Rồi hai ơi. Đó. Đây, sửa đây. Dễ lại nha, cá lóc này lại không có xương đâu, bảo đảm không có xương. Đây chú Vinh lóc hết trơn rồi. Vinh lóc xương nó hết rồi. Này bên chi ra hai dĩa cái nha, dĩa gỏi hành, dĩa bắp chuối rồi ối rồi chuối trái rồi trái đồ chuối trái trái chuối á trái chuối. Lần này thì bên không có 14 nha cả nhà, cho anh em ăn gỏi với ăn cá thôi chứ đừng ăn không cần thịt. Dĩa yeah. Này là có cá có thịt luôn nè. Hơi bị sướng rồi nha, hơi bị đẹp rồi nha. Cũng đi vô cung mình này cả nhà. Cung quá đẹp. Đấy, hơi bị đẹp luôn á. Thưởng thức đi, thưởng thức đi. Chấm chấm chấm. Coi nó có ngon bằng cá gì, cái cá nục hay cá biển gì lần trước anh em mình ăn với gỏi hành không? Không thổi gì hết cả nhà. Ok, tao mày ăn đi. Ta làm miếng cứ thấy mấy món chua này nó chảy nước miếng quá rồi. Ngon. Cá lóc hơi khẩu tính rồi. Ngon quá, ngon quá. Đúng là cá lóc bự ăn ngon hơn cá lóc nhỏ. Anh cả ơi. Em để cái này vô chén nước mắm mặn cho em. Em mời anh gãi. Ghẹo nè. Nè tới hai ghẹo anh cả nè. Này chắc nghĩ có cục cọ điện thoại quá. Đấy. Cá dầm gà nấu cảm ngon lắm. Nhưng mà nhớ là về dằn thêm miếng bột ngọt. Không mà nó hấp vô tới không vậy luôn. Ôi nè cả nhà ơi. Em mời anh cả nha. Thằng quấn nhà hàng mà có mấy cái xương đây hay coi chừng nha. Thôi để em gỡ luôn cho. Thôi lượm luôn đi. Đâu chạy miếng lắm rồi. Thôi để xóc xương cái mất ngon. Hai cộng. Nói chung là giận luôn á. Vô hai. Rồi hai cảm ơn béo nhiều. Đúng rồi đó, vậy là đúng rồi chứ để hai chẳng miếng tội nghiệp đó. Đúng tội nghiệp lắm. Với lại nói chuyện leo lẹo lẹo lẹo. Với lại em tí chén món niêm nó lạ lắm luôn chứ. Có chú chét, có khế, có khóm. Có gỏi, không lẽ gỏi nè em nói thiệt chứ không lẽ em đem lấy tô cơm ra em ăn liền luôn. Nồng nồng hả? Nồng nồng thơm ngon lắm. Cũng là gỏi hành, gỏi hành ăn vậy mới đã nè. Có bạn Minh tay trái cuốn này kia nha. Đó. Ăn cá lại nha. Dạ. Ăn hết cá rồi. Đó. Kéo gèm lên rồi. Kéo gèm lên. Không, cái bà vừa của anh em pin á, cái nhà ra buổi chiều ngồi là ngon nhất. Nó là sẽ đẹp nhất. Không phải đem nắng nó dại vô á. Em làm miếng nữa anh cậu ơi. Bỏ vô cây ớt nữa vô. Ôi, nó béo béo mà nó ngọt ngọt. Chết tươi luôn rồi. Ây da. Lắm. Mình dậm ăn gỏi hành riêng nha. Xương không? Xương hả xương? Gỏi hành mà mình trộn mình để thấm xíu ăn nó không còn miếng gì gọi là nồng luôn á. Nó ăn thơm. Nó giòn, nó chua ngọt ngọt, cái nó thơm cái mùi gỏi. Mùi thơm mùi hành chứ. Thơm mùi gỏi. Cái này là món này là cũng 8-10 với gói cá biển hôm bữa nha. Dạ. Món này ngon không? Ngon. Món này mùi điểm. Nhưng mà cá nó có thêm cái thịt, cái vị béo 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 của thịt nữa mọi người. Nên rất là bén luôn. Đây để mình bàn nghe cho cả nhà xem. Đây chứ em gửi rồi hả chú ha? Đang còn chảy nước miếng rồi. Có ăn mà coi vẫn chảy nước miếng luôn hả? Làm cái miếng này cái nhà ơi. Cái này là cái phần bụng. Nhúng mà vô đây. Để mà vô đây. Cái nhà coi nè. Bình gấp nha. Ê, mày ơi. Mèo.
Vô. Nó ngon vậy dễ gì mua bún được. Mua bún là hơn cá ế sao? Đúng vậy. Đúng, đúng. Mấy anh vô Bình Định này phải phải mua. Phải có này chắc phải ngủ đế. Nữa. Ba hàng bay á. Không phải vô ha, này nước ngọt mới ngon vô ha. Vô ha. Ừ. Làm một bát cho đã. Cái còn bếp nhiều. Còn cuốn tay tái cũng điêu luyện lắm chứ bộ. Điêu luyện lắm. Thôi hai lần cuốn cho hai nữa nha. Dạ. Để hai ăn thịt thôi cũng được. Để hai ăn thịt thôi ha. Chứ phải ăn đi chút xíu nữa tới lượt hai. Rồi chứ cuốn gào vô ha. Cuốn gào với chú Nguyên nhóc thịt vô sao. Thịt còn có cá nữa chứ. Ừ. Sao hai nè, thấy cá lóc hay là món này thấy được không? Món này ngon. Bởi vì cứ kêu kiếm cá lóc lớn hoài ha. Nghe là vậy. Thì đó, tại vì cá lóc bự á, hai có thể làm món này món kia nó rất là dễ. Dạ. Chọn cá lóc nhỏ quá thì có chiên, nướng, hoặc kho, cây chua thôi. Tại vì mỗi vẻ nó ra không có được á cái nha. Cá lóc nhỏ là chỉ chiên nướng ăn ngon thôi. Ừ. Đúng ra hay làm về có miếng thịt gì nó ngon. Nó béo hơn ha. Nó béo. Dạ. Còn cá không thì nó giống như có đủ vị. Không mà anh em bên lại với sàn này ra đây rất là thoáng mát luôn cái nhà. Làm ra món ăn mà nó sung sướng luôn á. Rất là mát luôn. Còn công ty thì nó hơi hầm với lại là cái hình ảnh và cái ánh sáng nó không có bằng được cái ánh sáng tự nhiên cái nhà. Nhìn thấy cái đẹp. Ông quét bã cỏ y chang mà quét nhà luôn không? Cái này Dương Bảy mới hôm qua Dương Bảy mới cắt cỏ bờ này cái nhà. Dương Bảy kỹ lắm, ổng có mấy cái nhỏ nhỏ nữa, cái nhà thấy đằng xa còn cỏ vô mé, nó thấp thấp thì là Dương Bảy quất rồi đó. Không có để cho nó lên nhiều. Quất lấy nghe từng. Lấy nghe từng. Cái này anh em mình dọn cho lá rồi vừa chính giữa cái nó là đẹp luôn á. Ok, vừa hợp lý, hợp lý. Ai nói gì nói cùng mình cuốn cuốn. Con có ăn được. Con có tham gia gì với chú ba chú Biên đâu. Âm hầm lặng lẽ. Con âm hầm con chiến đấu nè, thấy không? Con sợ nó không hết con chiến đấu nãy giờ nè. Sợ không hết nè. Dạ. Cái gỗ này thì chứ làm tô cơm ăn ngon. Chỉ khoảng có cái kho tiêu nữa cũng được. Ừ. À. Giờ mình quấn nhiều quá ăn dính mình khó ăn lắm. Ừ. Mình nghe quán cho đó thôi. Hồi nãy hai cuốn cho hai cuốn cái hai ăn có một lần à. Hai không có cắn. Không cắn luôn à. Không có cắn luôn. Lụm luôn à. Thôi Biếu làm đi. Đi. À, thôi chứ không biết. Đang gáp ấy là em đem dứt rồi. Rồi con. Thôi. Vô. Dứt hai anh em ơi. Ủa sao ăn đi cô Minh, ăn đi cô Minh ơi. Sao con còn cái này nè. Ừ. Nè chứ không. Ừ, ăn con. Ăn qua cầm mấy chén anh hướng dậy mới được chứ sao mấy đứa cỡ rất quá kéo hoạn rồi nè. Buổi chiều qua đây là hai ý hai buổi chiều là không có nắng ở đâu á. Đúng rồi. Dạ buổi chiều nắng nó qua đây mấy cái vườn nó chén hết rồi. Qua cả tầm 9 giờ tở gì chén 10 giờ cũng được. Giờ này thì tươi tươi rồi 9 giờ là ngon nhất. Giờ này thì cũng chắc cũng 11 giờ gần 11 giờ rồi. Này 2 giờ chiều đó về tối á. Ơi ha không ăn lắm hả? Đứt luôn á. Ăn đi hả? Nãy giờ lo ăn thịt không à? Con nãy giờ con lo ăn thịt này không à? Thịt này với thịt cá. Hai anh em đừng làm vậy kỳ lắm. Đây, vô đi. Gắp miếng lòng cái đi. Anh ấy vô khai bé Cường biết bé Cường buồn đó. Mày không ăn tao mới buồn á. Ghê ngồi nhiều khi phải ngói vô canh trời cả nhà. Ăn khăn cái yết ghê tám diện không? Không phải biết sao không? Dạ. Tại vì ba anh em thích đi đây mà còn điện thoại đâu chứ để tổng nhiều lắm. Đúng rồi đó. Không, chồng có cam mà. Đúng rồi, đúng rồi. Vô bá tan nữa chứ. Nó báo giết mà pin mất ngủ luôn á cái nhà. Biết tại sao không? Con lu nhà ba anh em á. Nó lên cái hàng tối là anh em làm xong về là leo cái hàng ngủ mà. Bây giờ nó tở mình ra cái ấy nó cũng kêu nữa. Với lại nó đi tới đi lui rồi á. Ừ.
mất ngủ với nó luôn á. Hồn luôn, tối thấy xe ở sủa à. Chiếc mà pin tắt âm thanh luôn. Nó nằm ngay vô, nằm ngay vô cái thằng đó. Đó. Cái này hình như pin lấy hay lấy sinh sống hết trơn rồi. Gọn lắm. Làm cái gì cho đã. Ăn cá lại đi hay toàn cá lại đi. Đổi đồ này kia tính sao cũng được. Nhưng mà ăn cái lại 700 gram. Chứ chắc là cái này không được 200 gram thịt đâu. Ăn trứng yếu ha, không có mặn yếu ha. Ngon quá. nhúng cho nó ăn nó mắm nha, nó mặn á. Có pin có đọc được một hai lợn mấy anh bình luận nó ra có nói pin gì nè, biết là mấy em pin không biết là mấy dùng mấy anh em mà dùng mấy anh ở đâu á, cá nhiều thì pin không biết, nó bình thường với mấy anh thôi, nhưng mà đối với anh em pin ở đây á, kiếm được con cá lóc mà to như vậy á nó hiếm cực kỳ. Tại vì cánh đồng mà cá thì ít, mà mấy anh kia có mấy cái vàng á đi thì rất là nhiều, cá lóc nó bự không được. Nói chung là ở chồng với cháu mình là chỉ con chừng 3 lạng 3-4 lạng mà vô mương á. Đúng rồi. Anh em mình chỉ đi ra kinh được là mới hên được con cá lóc to vậy thôi. Bởi vậy Vinh ngạc nhiên lắm, Vinh mừng như lắm. Dù mình giờ là cá lóc bự hiếm lắm. Hay nghĩ coi, hồi đó anh em mình bắt con cá lóc 7 tầm gram là khoảng 1 năm mấy tước, tháng 5 rưỡi luôn á. Đang lúc mặn. Tước đi cùng mình vô làm với mình bây giờ. Đúng vậy. Ngay đầu cái thu của mình ở đây thôi, đúng rồi, thu mình thôi. Còn có mấy anh bạn ở khu cánh ngoài còn, cũng khu của pin mà cánh ngoài còn á, anh vẫn đi vẫn có cái lóc bự 7-8 tầm gram là chuyện bình thường. Là nghĩ theo anh hay mấy anh ra ngoài đa số mấy anh đi chích không mà. Nhưng mà anh em pin thân khách rồi, anh em đâu có làm được gì mà cũng tát nguồn tát cũng không nổi đâu. Nước cồn mà nước ta, lớn lên xuống lẹ lắm. Người ta cầm hai cái vợt, người ta đi cùng mình đi cắm một bó cần câu nó xách đi qua bên sân người ta làm gì lại. Rất là mừng. Với lại ra ngoài thì đi không được đâu bé ơi. Tại bé biết sao chó ở dân mấy anh chị ngoài cồn á, vườn bưởi đồ nhiều, người ta nuôi chó rất là nhiều. Đi là không bao giờ quay được. Ý mà mình cánh ở đây mà không có cây trái vườn nhiều mà béo đi cắm câu béo đi còn không xong với nó mà. Còn mà ở ngoài kia bưởi dừa nhãn rất là nhiều mà béo đi nữa thì thôi. Là quơ đèn no luôn. Nó gà hỏi hầm luôn á. Ba thằng ba cái đèn cậu đèn kèm theo cái đèn chà bá nữa. Những chó sữa người ta ra nãy ra còn đủ bánh sáng cho anh em bên quay á. Mấy này làm gì vậy ta chú Bình? Mấy chú ở ngoài, chú cũng hồi đó chú Bình đi quần ở ngoài nhiều lắm, cũng biết hết trơn à, nhưng mà dạng làm phiền ngày sớm, làm phiền lắm ngủ. Tại mình đi khuya 10 giờ 1 giờ mình đi mới xong mà. Mấy anh chị công nhân á về ăn cơm mà giờ nó ngủ á. Ngủ không được. Coi với mà chừng nửa ký trở lên thôi anh em Bình đây cũng dạng là mừng rồi đó. Bên hai cắm hai con hai con đó chắc cũng tầm nửa ký thôi chứ đâu bự hơn nặng hơn đúng không. Hình như bữa mình cân hình như ký mốt ký hai vậy hả. Dạ rồi, hai cắm ở trong cái giường rộng dữ lắm mấy anh chích không được mấy con. Đúng rồi, đúng rồi, chứ mà ở ngoài tống chắc cũng không còn, không còn đâu. Quá ăn cá không no, muốn no rồi nè. Mà chưa hết cá luôn. Bên là làm mấy cái món cuốn cuốn mà có mắm nêm nè, bên hấp chuối á, có chuối đọng á. Chét. Đọc quá. Hay đọ, làm lại đi. Béo làm cuốn nó đi cưng. Thôi vậy ăn cá không à. Ăn cá thì núp cái đầu. Ok không? Ok. Núp cái đầu đi. Phần béo cái đầu nè. Rồi hai cái bên thẳng ăn cuốn nữa. Dạ. Ý gọi rất coi. Ok, kèm theo cuộn thịt bồng chấm mắm nêm ăn với gỏi đi. Ngày quá. Ok không? Trời ơi. Mà làm như vậy này ít như thà vừa đủ như vậy ăn cái nó thấy nó ngon. Ngon không, ngày mai em thấy vậy cũng no luôn rồi đó. Hay no rồi luôn á. Mà có bún rồi nữa chắc ế cá. Bỏ tí kinh vô chị ăn cơm nữa ra. Bỏ gì luôn. Chị ăn cơm. Chú có thể ăn ở đây không có qua ăn đó nữa coi gì nữa còn ăn cơm. Ăn nổi không? Ăn chứ lại ăn đỡ nè. Mình tạm ăn liền ngon không con? Để về giống như nó mềm á, nó mềm rồi. Quá. Nãy giờ nó hút nước rồi như vậy. Giờ nó còn giòn giòn nó ngon nè.
gỏi nào cũng vậy, hay nói là gỏi nào nó cũng vậy. Trộn xong ví dụ để cho thấm chừng 15-20 phút đó bắt đầu mình ăn. Nó bắt đầu cái nó ngon. Nhưng để chiều giống như dạng nó muốn chua mà giống như bị hơi ê vậy á. Đúng rồi. Đúng không? Còn chấm mắm nêm là hấp đỡ đi chú ha. Béo câu này câu silicon của béo mà. Tinh tí tinh tí. Không phải, heo mập nhạy cảm. Nhà bỏ qua được. Đã vậy á. Chú Bình hôm nhà dạo này chú Bình cũng mập lắm này nha. Trong dĩa luôn nè. Nhưng mà qua Tết có mới có 6 kg. Được 6 kg à? 6 kg. Trong dĩa luôn rồi. Chắc bia nhiều hơn sao á. Ừ. Chú Bình còn chén ngon này chú Bình chế rồi. Thôi ba anh em đi tạm biệt cái nhà nha. Có ba cái nhà. Dứt nè. Hình ảnh đẹp quá. Còn con hấp luôn nè.